gì vậy ta? Các Dano farm tôi cực kỳ lạc quan về Ada, một trong những tài sản lớn nhất của tôi. Hãy nhấn đăng ký, nhấn thích và nói một số điều hay ho với Ada. Mọi trích nguồn đều có trong mô tả. Bạn muốn thấy một thứ đẹp vô cùng? Một giao dịch với hơn 1.000 NFT xuất hiện trên các Dano, phí chỉ có 0,62. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng kỳ quan này. Bạn biết tôi đang nói gì không? Hãy nhìn những NFT lấp đầy khoảng trống ba năm trước mọi người đã lan truyền phúc một giao dịch trên mỗi khối phúc đã bị xác ly phản bác anh ấy là một nhà lãnh đạo đặc biệt có kỹ thuật cao và có tài hùng biện một tài năng hiếm có trong ngành bạn biết không trong lĩnh vực này toàn là mò sách những cto chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời một sự kết hợp hoàn hảo phải xem điều này nữa. Nó đã được sắc ly Hawkinson đăng lại. Vui lắm đó. Bạn biết không? Chưa ai hiểu ví lace đâu. Chúng ta cùng review chi tiết nhé. Bạn có thể gửi cùng một lúc cho nhiều người. Bằng chỉ một giao dịch. Tất cả trong một. Vừa tiết kiệm phí giao dịch vừa đỡ nghẽn mạng. Vậy, nó có quan trọng không? Khả năng mở rộng đã được tích hợp vào các Dano ngay từ đầu. Khi chúng tôi phát triển các Dano, nó sẽ càng thú vị hơn. Tuyệt vời quá, Sackley vừa xác nhận trên Twitter rằng IOSK sẽ tham gia chương trình đối tác của World Mobile và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Wyoming. Qua những gì tôi tìm hiểu, sứ mệnh của dự án rất lớn. Tuyệt vời! Rất nhiều người đã theo dõi thông tin này. Bạn nghĩ sao? Hiểu được ý nghĩa của nó sẽ rất thú vị. Xây dựng cơ sở hạ tầng ở nơi khó khăn nhất thế giới. Tại sao không sứ mệnh của họ là xây dựng mạng di động ở nơi chưa từng được kết nối? Do người dân sở hữu và được xây dựng trên blockchain. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. Mạng di động ở nơi chưa từng được kết nối. Vùng nông thôn, các nước đang phát triển nhưng tại cùng một thời điểm. Những lo ngại về bảo mật, quyền tự chủ, chủ quyền, sẽ có nhiều lý do. Đây là một phần câu chuyện mà tôi đã nói đến. Tôi đã ám chỉ trong nhiều tháng. Về quyền sở hữu, danh tính, danh tính y tế, lĩnh vực giải trí, trò chơi, phần thưởng, chia nhỏ tỷ lệ sở hữu, tài sản mã hóa, vào một ngày đẹp trời. Bam, gửi cho anh trai tôi một ít tiền chúng tôi đã tham gia một quỹ đầu tư. Bùm, nếu tôi muốn làm điều đó ở ngân hàng. Chúc may mắn một năm sau. Ra, Dave Ramsey có thể hôn mông tôi. Chúng ta sẽ nhận được gì ở cuối video này? Tôi lạc quan về các Dano. Bạn thì sao? Bạn phát âm nó Các tôi biết một số người nói rằng đó không phải là cách bạn phát âm. Tôi sẽ phát âm theo cách tôi muốn. Cardoni, tôi lạc quan đấy. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn nhé. Nó đẹp phải không còn bạn nghĩ sao về World Mobile. Đây không phải là chiếc bánh nhỉ. Bạn có hào hứng với các Dano không? Cho tôi biết tại sao không nhé. Tôi sẵn sàng ghi nhận sự ủng hộ hay phản đối. Miễn là trên tinh thần xây dựng. Hãy nhấn đăng ký. Nhấn thích. Hẹn gặp lại bạn. Trong Angry Crypto sâu tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimmy. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.